nằm ở vị trí trung tâm của vòng cung Tây Bắc, có cảnh quan tự nhiên đa dạng, văn hóa các dân tộc đặc sắc, phong phú. Tỉnh Lào Cai hội tụ những điều kiện thuận lợi cả về tài nguyên nhân văn và tài nguyên tự nhiên để thúc đẩy du lịch phát triển. Điển hình như khu du lịch quốc gia Sapa. Đây là một trong 21 trọng điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Đỉnh Phan Xipang được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143 m. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là một địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua tại thành phố Lào Cai. Tại đây, du khách sẽ được thoải mái vui chơi, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành phố vùng biên với hàng trăm đoàn khách qua lại mỗi ngày. Cùng với đó, những năm gần đây, giao thông của Lào Cai được đẩy mạnh đầu tư xây dựng như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảng hàng không Sapa, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng đang lập quy hoạch mở rộng kết nối tuyến đường sắt của Trung Quốc tại ga Hà Khẩu. Móng Xến, cây cầu cạn cao nhất Việt Nam. Định hướng năm 2030 sẽ mở thêm một cửa khẩu. Kế hoạch dân số đến năm 2030 của Lào Cai là 1 triệu dân. Trong khi đó, giá trị bất động sản tại Lào Cai còn rất rẻ. Đó cũng chính là lý do chợ du lịch Lào Cai được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021 với tổng diện tích 11.333 m². Nằm ở vị trí có 102 tại Lào Cai, chợ du lịch Lào Cai có 3 mặt đường lớn: Nguyễn Huệ, Phạm Hồng Thái, Giã Tượng, cách ga Lào Cai 200 m, cách cửa khẩu Hà Khẩu 1 km, cách trung tâm hành chính mới 4 km. Chợ du lịch Lào Cai có 66 kiosk thông 3 tầng bao mặt ngoài, 1 tầng hầm, 3 tầng chợ kinh doanh. Không phải kiosk nào cũng có hầm, kiosk có tầng lửng hoặc không. Diện tích trung bình 28 m² trên 1 tầng. Tổng diện tích sử dụng 120 m² đến 140 m². Gian hàng kinh doanh trong khu vực lõi chợ bao gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Tầng hầm có diện tích 7.302 m², cao hơn 4 m để xe ô tô, xe máy, kho, một phần kinh doanh xông hơi, massage. Hiện nay, các kiosk và gian hàng được bán với giá vô cùng hấp dẫn, có thời hạn đến năm 2085. Hết thời gian trên mà chợ vẫn sử dụng được thì khách hàng đóng tiền gia hạn đất và sử dụng tiếp. Nếu chợ phải đập đi xây lại thì khách hàng đóng tiền xây dựng và tiền gia hạn. Khách hàng được miễn tiền thuê đất hàng năm đến tháng 11 năm 2029. Từ tháng 12 năm 2030, khách hàng đóng tiền thuê đất cho nhà nước hàng năm. Số tiền này được giảm 50% so với giá niêm yết. Cùng nằm trong khu vực cách cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu chưa đầy 1 km, nhưng chợ Cốc Lếu và chợ du lịch Lào Cai có sự chênh lệch lớn về giá. Với số vốn đầu tư như vậy, khách hàng hoàn toàn yên tâm thu hồi vốn nhanh trong vòng 12 tháng. Pháp lý an toàn tuyệt đối, khách hàng ký quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê với chủ đầu tư và có cả chứng thực của văn phòng công chứng. Bất động sản chợ đang âm thầm vươn lên trong phân khúc bất động sản dòng tiền hiện nay do pháp lý tốt, giá phải chăng, thu hồi gốc chỉ mất một vài năm, lãi vốn tăng lên nhiều lần khi nhộn nhịp. Chợ du lịch Lào Cai, điểm đến du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Bắc.